nay mình sẽ quay gần cảnh một chiếc máy cắt lúa Kubota DC70 đang cắt lúa ở vùng đất lúng lầy luôn các bạn. Rồi các bạn xem nè. Rồi đây là đường lúng lầy nãy nè các bạn ơi. Rồi cắt hơi chắc ra không nổi các bạn. Đây đất này nó hơi bị lầy hả chú? Dạ. Miếng này thấy màu lúa đẹp quá nè, bông không à. Dạ. Mấy ruộng này đất hơi nhão chú ơi. Quá khó cắt luôn rồi. Coi kìa. Chào máy nha chứ. Dạ. Đây bị đuối à. Máy nó không dám vô sâu các bạn ơi. Lầy quá. Rồi nó nghiêng rồi các bạn. Quá. Rồi, khúc bên đó thì tương đối khô mấy bạn ơi. Dòng qua đây thì khúc này nó hơi lầy nha. Mà miếng này thì thấy là đối với cái bông này thì chắc trúng quá mấy bạn. Mấy anh máy cắt lúa bữa nay vô miếng này cũng hơi cực đó. Chào máy luôn mấy bạn ơi.
tới mấy bạn. Quá lầy à mấy bạn ơi. Giao máy à. Đi nổi à mấy bạn ơi.